Mắt thôi của em.
chạy con phim trên đường, sửa soạn sang đến tận trưa, tóc tai vuốt ngược mạnh như đã trường. Như là anh không tính hay ngại, tụi con gái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích chung một kỷ niệm gì và em. Chuyện ngày xưa, ghen.